Xin chào tất cả mọi người. Để tiện cho việc học trực tuyến theo chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt tải về và cách cài đặt một cái phần mềm học trực tuyến, đó là phần mềm Zoom. Trên màn hình mình thì các bạn thấy là rất là nhiều cái ứng dụng khác nhau. Để tải được cái Zoom về thì chúng mình sẽ sử dụng Cốc Cốc hoặc là Google. Mình sẽ sử dụng Google. Các bạn kích vào cái phần search này thì mình sẽ đánh chữ Zoom vào. Zoom.us. Trên máy của mình thì khi gõ vào nó đã hiện lên luôn một cái trang chủ của cái Zoom này. Thì các bạn để ý cái phần màn hình phía bên phải ấy, phần visual này nó có cái phần dòng đầu tiên nó download. Download Zoom Client. Mình sẽ kích vào đấy. Và trên này có rất nhiều cái phần download khác nhau. Thì cái việc học của mình thì mình sẽ lựa chọn cái Zoom Client for Meeting. Và các bạn kích vào download. Nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này để lựa chọn cái phần download của mình tải vào cái thư mục nào đấy các bạn. Thì trên này nó đang là ZPC này, Document. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn cái sang cái phần Desktop ấy. Mình sẽ lưu Desktop trên màn hình ấy, mình sẽ dễ nhìn hơn. Các bạn kích vào cái Desktop này. Khi kích xong thì các bạn sẽ save. Các bạn ấy trên máy của mình thì đã có sẵn cái phần mềm Zoom này rồi và bây giờ nó hỏi mình là có thay thế vào không. Nhét đi. Coi như mình cài đặt mới lại. Còn nếu như các bạn chưa có cái phần mềm đó trong máy thì các bạn ok luôn. Show này. Đó, trong thư mục desktop của mình này. Đút chuột trái vào. Đây các bạn này nó đang chạy, đang cài đặt này. Cài đặt xong thì nó sẽ hiện lên cái bảng Zoom Cloud Meeting này. Join Meeting, Sign In. Bây giờ mình sẽ đăng nhập nha. Các bạn có thể lựa chọn các cái ô đăng nhập đây. Nó yêu cầu gõ địa chỉ mail của các bạn vào và password. Bên này thì sử dụng sẵn cái mail mà đã có sẵn các bạn bằng Google đó, hoặc là đăng nhập bằng Facebook. Mình sẽ đăng nhập bằng Google nha. Trên máy của mình thì đang có sẵn cái tài khoản tên Đinh Ngọc Quân này. Bây giờ mình sẽ lựa chọn cái tài khoản này. Và nó hiện lên cái bảng này thì các bạn ấn vào Open, Open Zoom. Cái bảng này chính là bảng sau này mình cài đặt xong các bạn. Mình sẽ sử dụng thường xuyên. Cái new meeting này ấy, khi các bạn sử dụng new meeting này thì đấy chính là vào phòng Zoom của các bạn. Bây giờ mình sẽ kích vào này. Trong phần này nó có cái đầu tiên hiện lên là Join Audio, là Join âm thanh các bạn. Cái phần mic này, cái mute này các bạn. Trong phần con chuột mình đang chỉ đấy ấy, nó đang xanh, chạy xanh xanh thế này nghĩa là đang thu âm này. Khi mà nó có cái gạch chéo như thế này thì là đang bị khóa mic, cần bật lên. Mình sẽ ấn bật. Thế là trong quá trình học ạ thì các bạn học sinh sẽ được cô giáo yêu cầu là tắt mic để đỡ gây ồn ào cho lớp, và khi cô gọi đến bạn nào trả lời thì các bạn sẽ tự động bật mic lên, khóa lại, bật lên. Còn đây là cái camera này, và camera của mình trong quá trình này nó đang bị khóa, lát nữa mình sẽ mở lại sau. Ở phía góc bên trái, cái Zoom Meeting ID này chính là cái địa chỉ phòng Zoom của các bạn. Và cái địa chỉ phòng Zoom này nếu như bạn khi muốn chat trò chuyện với các bạn khác ấy thì các bạn phải đưa cái địa chỉ ID này cho người khác, giống như cô giáo đưa địa chỉ ID cô giáo cho mình ý. Đấy. Thì các bạn sẽ gõ cái địa chỉ ID này vào để tìm kiếm. Có những cái ô ở dưới này các bạn nhìn thì chắc là sẽ dễ nhận ra đây.
đến cái ô join này, cái mình quan tâm nhất trong quá trình học trực tuyến là cái phần join này. Kích vào đây, các bạn sẽ gõ cái địa chỉ ID của cô giáo gửi cho các bạn này. Và cái phần ô thứ hai này chính là tên của các bạn. Khi học á, các thầy cô sẽ yêu cầu mình gõ tên chính xác của học sinh vào. Ví dụ cô nhỏ nhà mình nó Đinh Hồng Minh, mình sẽ gõ tên Đinh Hồng Minh này và địa chỉ ID ở đây. Gõ địa chỉ ID cô giáo vào thì kết nối. Bây giờ thì không phải giờ học nên mình không kết nối được. Và như vậy là cái mình đã tải xong và cài đặt xong cái phần mềm Zoom này. Và để đăng nhập học thì các bạn quan tâm đến cái phần cuối như thế này. Địa chỉ ID của phòng học này, tên, đổi tên này và rồi, và các bạn có thể đổi tên ở đây hoặc là vào trong phòng các bạn đổi tên. Khi vào bên trong rồi ấy, nó có cái biểu tượng cái hình ảnh của bạn ấy. Đây là hình ảnh cô Minh nhà mình đổi tên, đổi ảnh của cô đây. Hiện rõ mặt lên, kể cả không bật camera thì cô giáo vẫn có thể nhận ra học sinh. Thì bạn rename ở chỗ này hoặc là đổi ảnh và đổi tên trong profile luôn nhé. Trên màn hình của mình thì cái phần mềm để học Zoom thì nó như thế này và có một cái biểu tượng như thế này nữa. Cái này phần phần cài đặt, còn khi mình học mình sẽ quan tâm đến cái biểu tượng Zoom này là mình để lại trong đây đỡ nhầm lẫn. Mình sẽ để luôn ở ngoài màn hình như thế này cho dễ nhìn. Các bạn để vị trí nào dễ nhìn hoặc cái màu nó không bị trùng với cái màu màn hình của các bạn ấy. Ok. Các bạn mình quay trở lại một chút nha. Đây là cái trong cái Zoom meeting của mình và mình đã bật được camera lên. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách cài đặt đơn giản cái phần mềm Zoom để học trực tuyến. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.